Cũng nhân dịp xuân mới, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã đến thăm động viên sản xuất kinh doanh và ra quân đầu năm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, trong đó khẳng định quyết tâm thành phố sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp để khôi phục tăng trưởng và phát triển kinh tế trong năm 2021. Tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá cao sự đóng góp của đơn vị đối với sự phát triển kinh tế của thành phố, nhất là trong thiên tai dịch bệnh, đơn vị luôn đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt, cũng như tham gia tốt các công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đáng chú ý, trong tháng đầu tiên của năm mới 2021, thu ngân sách của thành phố tăng so với cùng kỳ, trong đó có sự đóng góp của EVN, CBC và các công ty thành viên đóng trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đã đi thăm một số công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố và động viên hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tại địa phương. Tại lễ ra quân đầu năm của Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghệ Thông tin Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, Đà Nẵng xác định chủ đề năm 2021 là khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Vì vậy, thành phố sẽ đưa ra những giải pháp đồng bộ nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 6%. Đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn, cần sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng hành của các doanh nghiệp. Một tín hiệu vui đầu năm đó là các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội của tháng 1 năm 2021 thì tăng từ 6 đến 10% so với lại tháng 1 năm 2020. Và nhiều cái dự án được triển khai, đặc biệt là nhiều cái nhà đầu tư đã đăng ký đầu tư tại thành phố Đà Nẵng chúng ta. Và thành phố Đà Nẵng cũng cam kết với các nhà đầu tư sẽ hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư chúng ta thực hiện có hiệu quả dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng nhấn mạnh, dự án khu công nghệ thông tin tập trung là dự án chiến lược đáp ứng tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, có phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Vì vậy, thành phố Đà Nẵng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Tại khu công nghệ cao Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cũng đã đến thăm chúc Tết công ty trách nhiệm hữu hạn UAC Việt Nam. Qua khảo sát và nghe báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đánh giá cao và cho rằng dự án nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine của công ty UAC Việt Nam là một trong những điểm sáng của hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng trong thời gian qua. Được kỳ vọng sẽ là nền tảng hình thành chuỗi sản xuất cung ứng linh kiện hàng không vũ trụ trên địa bàn thành phố, tạo động lực cho sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ cao tại Đà Nẵng. Hiện nay thì thành phố cũng đang đề xuất với Trung ương là mở rộng thêm một khu phụ trợ nữa. Thì chắc lẽ cũng nay mai là cũng sẽ được phê duyệt. Thì chúng tôi cũng đang kêu gọi, tích cực kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư tại thành phố, tại khu công nghệ cao này. Thăm chúc mừng đầu xuân tại dự án khu du lịch Xuân Thiều do tập đoàn Mikazuki Nhật Bản làm chủ đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, du lịch vẫn là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn tại Đà Nẵng. Vì vậy, thành phố rất quan tâm tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án, đồng thời kỳ vọng dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo điểm nhấn về sản phẩm du lịch, dịch vụ hấp dẫn tại Đà Nẵng, góp phần tạo thêm nhiều việc làm cho lao động cũng như đóng vào nguồn thu ngân sách của địa phương.